kiểu sinh viên bạn sẽ thấy khi đi học giảng đường lý thuyết ở nước ngoài. Nắng nôi hết Covid rồi, bây giờ trở lại trường học thôi. Loại đầu tiên bạn sẽ thấy là sinh viên ngồi bàn đầu, đây là loại đi học chăm chỉ lắng nghe thầy cô. Loại thứ hai đó là ninja, cái loại này thì thoát ẩn thoát hiện, nó toàn ngồi nghe mé không à, để làm chi, nó học có nửa buổi thôi xong rồi nó chán quá là nó chuồn ra liền. Loại thứ ba đó là chạy trốn nhân loại, ngồi tuốt ở cuối lớp luôn. Loại này thì hỗn hợp, có đứa học cũng có đứa ngủ, có đứa là học lớp khác vô ngồi ké mới lạnh thôi. Và loại cuối cùng là ghê nhất nè, đó là mấy cái người tàn hình, không bao giờ thấy nó lên lớp á, tại vì mấy cái lớp lý thuyết ở bên này thì sẽ không có bắt buộc điểm danh gì hết. Ủa bà Dương vậy không đi học rồi sao hiểu bài? Trời ơi không có gì đâu, đa số mấy cái môn là sẽ có video quay lại hết mà, mọi người coi lại được hết trơn á. Còn cái chuyện chịu coi hay không là hên xui do mọi người thôi.